chè đây mọi người ơi. À cái này chè hay là ấy đấy? Là trà sữa à? Trà sữa anh ơi. Trà sữa. Bây giờ bán thế nào đây? Bán thế nào đây? Bao nhiêu tiền một cái cốc đấy? 5.000 một cốc ạ. 5.000 một cốc à? À. Cái này cái đỏ này là vị gì đấy? Cái đỏ này. Dâu. À vị dâu. Dâu dâu. Thế còn cái này? Cái này là vị trà xanh. À trà xanh. Rồi. Quả bầu ấy. Bầu hồ lô nha. Đây nhé mọi người ơi, thì hai em này ở bàn gì nhỉ? Em ở xã Thông Mòn. Ở xã Thông Mòn à? Đấy là nơi cha sinh mẹ đẻ luôn á? Ừ, đấy nói về cha sinh mẹ đẻ mình nhé. Ở Tông Lạnh cái gì? Ở bản gì? Bản Lạnh. Bản Lạnh xã Tông Lạnh quá. Em sinh năm bao nhiêu? 92 rồi. À 92 à? Thì hai em này ở dưới Tông Lạnh nhé mọi người nhé. Thì lên trên này để đi bán quần áo. Thank you.
bạn nó vừa cứ người ta ở đưa đấy cái nửa này cái này chưa này vừa đây chưa còn bán thằng nghe đấy này. Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên bản Ta Tú nhé mọi người nhé, thuộc xã Phổng Lập, huyện Từ Châu, tỉnh Sơn La nhé mọi người. Chợ này sẽ được họp vào ngày thứ tư, chiều ngày thứ tư hàng tuần nhé mọi người. Và chợ này chỉ là chợ bản thôi thì nó sẽ rất là nhỏ, cho nên là bây giờ mình sẽ đưa tất cả mọi người đi khám phá xem chợ ở đây có những gì nhé mọi người nhé. Mời tất cả mọi người theo chân mình, hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều nhé mọi người nhé. Rồi à, đây nhé mọi người, ở phía dưới của chúng ta đây sẽ là chợ. Đây là có một cái ngã tư luôn ấy, ngã ba ngã tư luôn. Thì đây bản Ta Tú đây. Thì cũng có thể gọi là chợ mắt cóc luôn ấy. Nó rất là nhỏ xíu luôn. Chợ này là chợ bản thôi. Mọi người sẽ tập trung về đây mua bán quần áo rồi hoa quả rồi các thứ khác, mình sẽ đưa mọi người xuống dưới kia xem nhé. Thì bên đằng trên này sẽ có một cái sân. Sân này thì chắc là sân nhà hay sân gì đó thì mình cũng không rõ lắm. Thì mọi người sẽ bày bán quần áo ở trên này. Đây này. Quần áo, mũ nón, có một hàng thôi nhé, có một hàng quần áo thôi. Tại vì đi vào đây rất là vất vả. Trên đường đi thì mình cũng đã ghi hình cho mọi người xem rồi đấy. Con đường đi vào trong này khá là gian nan. Tay lái Trường Sơn mới vào được đấy. Phải tay lái Trường Sơn đấy. Có một cái hàng quần áo duy nhất. Đây hôm nay đi cùng mình thì có 4 thành viên nhé mọi người nhé. Đây là chú ông chú này, bên kia Lò Văn Kiểm và bên kia một bạn nữa ở bên nậm lầu. Còn đây là quần áo này. Em có thể giới thiệu chút về bản thân đi. Ví dụ như em tên gì này hoặc là ở đâu đến à? Nào. Không sao đâu. Cần hai camera cắm đầu vào thế này mà. Đây nhé mọi người ơi, thì hai em này ở bản gì nhỉ? Em ở xã Thông Mòn. Ở xã Thông Mòn à? Vâng. Đấy là nơi cha sinh mẹ đẻ luôn á? Không, Thông Lạnh. Ừ, đấy nói về cha sinh mẹ đẻ mình nhé. Ở Tông Lạnh cái gì? Ở bản gì? Bản Lạnh. Bản Lạnh xã Tông Lạnh quá. Em sinh năm bao nhiêu? 92 rồi. À 92 à? Thì hai em này ở dưới Tông Lạnh nhé mọi người nhé. Thì lên trên này để đi bán quần áo. Ngoài quần áo này có gì nữa không? Quần áo thôi quá. Buôn cả tóc đúng không? Hai em đi rất là một cái quãng đường rất là xa. Thì đường lên trên này thì rất là vất vả và khó khăn. Đây. Hai em đã không quản ngại đường xá xa xôi, lên vùng cao để mang lại những cái trang phục đẹp cho bà con ở trên này nhé. Không ngủ đây đâu, thì tao mới chuẩn bị ra. Thì đây nhé mọi người, thì hai em ấy hơi ngại ngùng một chút, không dám giới thiệu. Thì cảm ơn hai em nhá. Tí nữa đi về đợi nhau nhá. Có gì thì anh em hỗ trợ đi cho nó an toàn chút ha. Bây giờ anh sẽ đi xuống dưới này chơi đó nha. Đây nhé mọi người nhá, thì bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi xuống phía bên đằng dưới này. Chợ ở dưới này sẽ là đủ hoa quả các thứ rồi
có cả quần áo, một ít hoa quả và một ít bánh kẹo, à, rồi có cả chè chiết các thứ là đủ hết ra. Cũng không, nói chung là cũng không thể là đầy đủ được, nhưng mà như chợ bản thì nó chỉ thế thôi. Bình thường thì nếu mà không phải ngày không phải chợ thì ở chỗ này nó bằng tanh luôn ha. Ở đây sẽ là bán chè với cả xúc xích các thứ, bánh rán. Thằng Niên đi chơi chợ. Em nhà ở đâu đấy? Em ở bản này, trong này, bản này luôn. Ở bản này luôn à? Vâng. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2005. 2005? Vâng. Đang học thôi quá, bây giờ đang học quá. Vâng, em đang học. Thế bây giờ đi chợ mua gì hay là đi chơi đây? Em đi chơi, em đi ngắm gái thôi. À thế à, đi ngắm gái à? Đi ngắm được em nào chưa? Được vài em thôi. À rồi, ok anh cảm ơn nhé. Wow, khá nguy hiểm cho cái pha kéo cây tre. Đây này mọi người, thì đây ở phía bên này nhìn nhé, đây sẽ là à hai em này ở, anh nhìn thằng em trai này nhìn quen quen đấy, mình ở đâu? Thì anh quen thật đấy, như em gặp ở đâu rồi sao ấy? Mình ở đâu? Nhà mình ở đâu? Em ạ. Ủa bảo sao? Trời ơi, hình như mình được mua quần áo ở chỗ anh này một lần rồi hay sao ấy? À, Trường Bắc à, bảo nhìn, sao? Nhìn quen quen thật. Bảo sao thấy quen quen. Bây giờ mua quần áo ở chỗ này anh. Có thêm lúc nãy đã đi đường nào lên đấy? Ở bên này quá. Đi từ dưới Trường Bắc lên trên này bán quần áo nhé mọi người nhé. Khá là vất vả. Bây giờ mua lại đi kiểu gì cũ đanh luôn à? À, đi bằng xe máy thôi. Thì quần áo thì cho vào túi xong thì mang lên. Nãy thấy hai vợ chồng Phi lên đường kia rồi. Còn anh thì đi đường này. Ừ, ngã mới phát rồi. Đường nào cũng thế thôi. Ừ. Đường bên này đi nó có bùn đất nhiều không? Có chứ. Vừa mới mưa mà. À thế à. Rồi ok, cảm ơn hai em nhé. Đây nhé Mùi nhé. À, kể ra để mà nói là rất là vất vả để có thể đưa được những cái trang phục đẹp nhất mang đến những cái khu vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên kia nhé mọi người nhé. Ừ. Chôm làn chẳng sư nữa, làn pay in chơi sẽ còn nữa. Đây những người nhé. Sếp đang bán thịt này. Đói. Ơ thế anh thì từ đâu đến? Áo áo. À, áo áo của anh Hoàng Đức. Ở đây luôn. Chú. Ở đây luôn này. Rồi. Qua phần năm. À, đó là chú, người nhà nhé mọi người nhá. Ừ, người nhà. Hân hạnh. Con cảm ơn chú nhá. Rồi ok. Bây giờ tiếp tục sang bên này nhá. Thế bên này thì là gì đấy chứ? Đây. Thịt thà, cá mú đầy đủ nha. Các loại. Đủ hết ha. Mình phải tranh thủ thôi, không tí nữa sợ mưa không về được mọi người ơi. Đấy, mình chỉ ghi hình cho mọi người xem một chút thôi ha. Đây. Bây giờ tiếp tục sang bên này. Chú đi chợ à? Vâng. Chú thì ở đây thôi quá. Chú ở Phùng Lập. À Phùng Lập à? À vâng. Đây mọi người. À, tiếp theo sẽ là gian hàng bên này. Măng. Măng đang cái nữa hả? Nay mới cái đàn cắn á. Ngô lục. Trang pin. Tí nữa ăn ngô nhỉ? Cô đây mận à? Mận đấy. Mận. Ừ này. Cái này quả mận đấy chứ. Cháu cứ tưởng cái quả kia nhưng mà nó màu vàng thôi. Quả mận. Quả đâu ra? Nó thay quả lửa. Thay quả lửa. Còn đây là ngô luộc. Rồi cháu cảm ơn nha. Đây phía bên đằng này nhìn đó mọi người nha. Đây. Vâng.
Đây, phía bên đằng này cũng măng rồi hoa quả. Bên kia là cá chê. Cá. À, bên này hết rồi nhá. Hết rồi. Đây nhá mọi người nhá. Hết rồi. Vòng vào vòng vèo hết chợ rồi nha. Đấy, còn bên này nữa. Chè đây mọi người ơi. À cái này chè hay là ấy đấy? Là trà sữa à? Trà sữa anh ơi. Trà sữa. Bây giờ bán thế nào đây? Bán thế nào đây? Bao nhiêu tiền một cái cốc đấy? 5.000 một cốc ạ. 5.000 một cốc à? À cái này, cái đỏ này là vị gì đấy? Cái đỏ này? Dâu. À, vị dâu. 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 Thế còn cái này? Cái này là vị trà xanh. À, trà xanh. Rồi ok. Tí nữa mình sẽ ủng hộ em này thử xem nha. Uống nước xem thế nào nha mọi người nha. Ngon thì mua hết à? Ngon thì mua hết luôn à. Phía bên này là xúc xích. Ồ nhưng mà không có bánh rán à cô? Hết rồi. À hết rồi á? À hết. Thế này đi chợ nào cũng hết bánh rán. Hết bánh rán rồi mọi người. Bình thường là mình hay đi là đi chợ là quay phim chụp ảnh rồi ăn bánh rán. Đấy là câu cửa miệng của mình ha. Thôi thì hôm nay sẽ chuyển sang bên này. Hôm nay sẽ ăn trà sữa. Trà sữa nha. Bỏ bầu ấy. Bầu vào lô nha. Anh Trần đi xe. Anh giới thiệu chút đi. Giới thiệu tên mình ấy. Lâm. Cái Đồng gì Lâm? Lâm. Hả? Đồng Văn Lâm. Năm, anh sinh năm bao nhiêu? 86. 86 à? À anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Nhà trường nhỉ. À ở đây luôn quá. Thế hôm nay đi chợ mua được gì không anh? Mua được rồi, mang về hết rồi. À mang về hết rồi, ok. Anh đã mang về hết rồi. Thế hôm nay mua được những gì đấy? Ai quên rồi. À quên rồi. hồi hộp quá mọi người nhé. Đấy nha. Anh đã mua hết rồi và về nhà hết rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây thôi. Chợ ở đây thì nó chỉ là chợ bản, chợ họp buổi chiều. Thứ tư hàng tuần thì nó cũng không có gì mấy. Chợ này nó của bản thôi thì mật độ tham gia họp chợ của bà con thì cũng khá là ít. Còn mặt hàng thì cũng chỉ có một ít quần áo rồi một ít thực phẩm, hoa quả được bà con mang trong bản ra bán hết mọi người nhé. Thì trên đường đi lên chân này thì cũng khá là thú vị và cũng đã để lại cho mình một ít chút kỷ niệm so với nơi đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy thương anh em mình thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của anh em mình nhé mọi người nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sắp tới của mình. Woo!